Rồi và bây giờ anh Dũng sẽ bước vào phần tài ba nha. Liên cơ 3 điểm là có 5 sĩ. Em dễ rồi, em đi có 10 thôi. Quá dễ. Có 10 là mấy triệu á. Dạ, đây ba luôn anh. Chứ em dục quýnh cơ ba khó lắm. Anh biết em dục để gì. Nay là lâu lâu mà mình về nước lại là mình chơi dễ dễ xíu. Chứ em bằng bì đánh cờ ba khó lắm mà. Mấy anh vô chơi game show vui ha. Rồi có thưởng về nhau. Dạ ok, anh xin mời phần thi của anh luôn nha. Rồi phần thi của Dũng, đây ba đi cơ 3 điểm. Có rồi, không có rồi, rất đáng tiếc. Rồi em trao, em muốn chơi rồi, em chơi luôn em. Thôi, nó không muốn nghe những thanh sĩ, em giữa bài quýnh rồi. Ok, ta sẽ cùng cổ vũ cho bạn Tâm nha. Cũng thì qua khó hiểu không? Trời, quá đáng tiếc rồi. Rồi xin mời em, có Dũng từ từ đi, em mới lấy một chai rồi. Rồi xin mời anh, từ từ. Rồi anh tên gì anh? Rồi xin mời Đặng. Sau đây là phần thi của Đặng. Người chơi thứ tư. Chúng ta sẽ có tối đa 20 người chơi nha các bạn. Lễ hôm nay ở Vinh Lộc Chư Thành, ai sẽ là người lĩnh tiền nhiều nhất đây? Có. Hay đã. Có hiểu rồi. Còn bây giờ mình ôm một cái nữa là ông rung tay mới học giờ đó. Rồi điểm thứ hai có không? Điểm thứ hai có đấy, có đã có điểm thứ hai rồi, bây giờ điểm thứ ba là lấy 5 sĩ ra. Điểm thứ ba sẽ được 5 sĩ và sau khi điểm thứ ba anh em sẽ đánh những điểm thứ tư thứ năm để coi là ai là người nhiều điểm nhất. Người điểm nhất sẽ nhận được một phần thưởng, một cây cơ visa trị giá là 3 triệu. Vậy là anh em cứ cố gắng đánh cho thật nhiều nha. Một đánh ba băng của anh có Đặng ơi. Có. Trời. Quá đáng tiếc. Vâng, Đặng chỉ có 2 điểm thôi. Thôi xin mời, như thế xin mời anh. Anh đánh chơi trắng hay chơi gì? Anh đánh chơi trắng không quýt. Rồi ok, chơi trắng ha. Ok. Bạn này bạn nhỏ mà. Dạ anh tên gì anh? Có đánh chơi trắng. Bạn này chúng ta đánh đầu tiên của anh Thư. Bạn lớn kia cũng đều ba này. Ok. Đúng đi. Đúng rồi, tôi cầm đôi sẵn sàng luôn. Em đâu có gì mà Vũ. Sau đây là phần thi của em Vũ. Có gì mà anh còn đeo khẩu trang, chắc này cao thủ rồi, sợ bị phát hiện. Rồi, tối nay thì đã đàn hưng. Ba đề ba của em Vũ có. Chưa. Thiếu điểm. Rồi, xin mời cảm tin hay. Rồi, xin mời em. À, rất tốt. Em nói chuyện là và sau đây là em Cường, người chơi thứ bảy. Hiện tại nhiều điểm nhất vẫn là anh Đặng. Một pha này ba không được rồi, Cường ơi. Rồi xin mời Cảnh ở đây, rồi xin mời anh. Anh tên gì anh? Duyên. Và sau đây là anh Duyên. Để xin vô thân. Không, ok, thi đấu bằng. Và sau đây là một thi người chơi thứ 8, anh Duy. Có điểm. Có điểm trên đi không? Hay quá, có một điểm. Ủa, Duy thì chắc cầu thủ ở đây nè. Đó, quá ngon rồi. Hết đi, anh Thịnh phải giao lưu với anh Duy có bà bằng nha. Trời, đánh bà bằng dế đó mình ơi, đâu biết chơi đâu. Thì phải đánh giao lưu chứ. Đánh dế mà giao lưu người ta cười á. Em là em chơi một băng với liếp chứ bị danh lỗ rồi mà. Cũng đánh ba băng thứ hai của anh Duy thôi, hay quá. Có cơ hội lẫn năm sĩ đúng không? Anh biết mà. Cái thứ ba là cái lỗ thầy bự. Chuẩn bị sẵn tiền bạc anh ơi. Đúng mỏng rồi, đúng rồi anh trai. Một pha đánh tứ băng, một bài ba bổ băng, năm băng hay quả như nhau, đã có năm sĩ. Rồi tiếp tục, xin mời bạn đánh tiếp. Tại vì người đều được nhiều điểm nhất sẽ được thưởng một hai cây cơ nữa. Rồi anh đừng nhau điểm tới đây là bạn sẽ đánh để lấy cây cơ. Yeah, là đã có năm sĩ là chắc rồi đó. Ủa cây cơ
Trời ơi, cái cơ 500 đô để chiếc sau mình đi đi casino ăn nhiều chút xíu. Casino vừa rồi ăn ít quá. Điểm với tôi đem đi. Đúng thợ luôn, thợ thì cũng ghê à. 4 điểm. Quýnh lây điểm 200 ngàn á. Ok em. 4 điểm. Thằng nào nói chuyện à? Ôi, quay quay quay, đang lây tim. Hold đồ. Đang mình đang coi phim bây giờ chứ không phải phim người trong giang hồ em, từ từ. Trời ơi. Rồi. Vâng, xin chúc mừng Toàn Chi đã đánh được series 4 điểm. Đây là phần thưởng 5 xị. Trời, mày bỏ tiền mày luôn dữ lắm. Hả? Cầm ở bên này là cầm bên đồng xoài rồi. Rồi đây là phần thưởng cho Di. Di đang được bố anh em dỗ tay lên đi nha. Ok rồi, nếu từ đây tới cuối chương trình tới người thứ 20 mà không có người nào đánh nhiều điểm hơn anh Di thì sẽ anh Di nhận được cái cơ. Rồi tới anh Trường. Rồi bây giờ tới anh Trường. Vui chơi có thưởng mang về, chân chờ gì nữa mà không mua bàn của Thịnh kem. Chắc à. Một pha lời ba của anh Trường. Có điểm cho anh Trường rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Cây cơ giấy nông sĩ. Một pha đánh tứ băng của anh Trường. Có cái bàn không có rồi. Quả đáng tiếc. Xin mời tiếp theo anh Trường. Bạn tên gì? Thông hả? Thông, xin mời Thông. Phong muốn đánh cái trắng hay cái vàng? Rồi, ok, đi trắng à. Sau đây là phần thi của em Thông. Lâu. Rồi, em bơi quá nhiều. Rồi, xin mời cánh này, rồi, xin mời em. Em chơi tên gì? Rồi, sau đây là phần thi của người chơi thứ 11. Có lẽ như 4 điểm của anh Di là một cái trở ngại rất lớn đúng không em? 4 điểm khó lắm đó. 4 điểm bình thường, mình chơi bình thường có thể mình quýnh được đúng không? Mà giờ mình thi đấu nè, nhiều người coi nè, rất là áp lực. 4 điểm nãy lại nó bằng 8 điểm lúc quýnh bình thường. Rồi, sau đây là em Thông. Một pha đầy hoa của Thông không có rồi. Quá đáng tiếc em ơi. Rồi, xin mời cánh này, rồi xin mời em Dũng. Rồi anh chuẩn bị đó, đó. Rung lắm. Đánh tiếp bàn không? Dũng tể thì chừng đó đi số. Đã lấy được 1 triệu rồi. Bây giờ là kiếm thêm. Có gì anh hai mâm luôn em. Cố gắng. Một pha đèn hoa của Dũng. Trời ơi. Để em tưởng em trai. Dạ em xin mời anh. Anh tên gì anh? Anh Điệp. Và sau đây là phần thi của anh Điệp. Tay à. Người chơi thứ 12. Trong tài, trong tài chuẩn bị ha. Ok em. Rồi em chơi chuẩn bị luôn nha. Rung mẹ rồi. Cuộc đề 3 của anh Điệp không được rồi. Điệp ơi dư rồi. Bây giờ người chơi thứ 13. Rồi em trọng tài đợi xíu em. Đợi em này đánh trước đi. Em tên gì? Hưng. Rồi xin mời cho mình đánh trước nè. Em chuẩn bị. Mấy anh em lấy cơm ra chơi. Biết đâu bất ngờ, đúng không? Một pha đề ba. Ok em chơi, cảm ơn em chơi. Rồi người chơi tiếp theo, người chơi thứ 15. Em Tuấn trong tài. Ok luôn. Chủ quán chơi cuối nha. Một pha đề ba của Tuấn không có rồi. Tuấn ơi, sáng xả xè xè nó xè quá rồi em. Rồi xin mời tiếp theo người chơi thứ 16. Ai nữa nào? Người chơi thứ 16. Rồi xin mời em áo xanh. Đó, cái bạn tự tin lên em. Anh tên đi. Từ về mất lòng sẽ hỏi ai thư của mình. Tổ đinh bên đây. Nguyên một sớm là trông chờ vào em đó. Một pha đề ba của mình có các bạn. Trời ơi, quá đáng tiếc. Rồi xin mời tiếp theo người chơi thứ 17. Xin mời em áo trắng. Người chơi thứ 17. Ồ má này bao. Đây nè, coi đây luôn nè.
một pha đề qua không được rồi, thiểu bằng rồi. Và bây giờ xin mời người chơi thứ 18, anh tên gì ạ? Tuấn. Anh Tuấn, và sau đây phần thi của Tuấn, anh Tuấn lấy đi nào. Dạ rồi, anh đánh đi trắng nha. Ok. Đi ơi. Có lẽ như là cái phần thi 4 điểm của anh Duy là đang là áp lực rất lớn cho tất cả người chơi còn lại. Có điểm cho anh Tuấn không? Không có rồi. Rồi bây giờ xin mời người chơi thứ 19, xin mời bạn áo đen. Bạn tên gì? Rồi bạn Mạnh. Bạn Mạnh là người chơi thứ 19. Có điểm cho Mạnh hay không? Còn có rồi Mạnh ơi. Anh muốn thử vận may các Mạnh. Chơi đâu có bất kỳ đâu. Và bây giờ xin mời người chơi cuối cùng. Xin mời chủ máy của Gia Lai Âm nha. Lên em chơi. Đó, coi chủ quán tên là gì? Em tên gì? Thành. Thành. Và một lần nữa thanh kia em cũng xin là khoan em Thắng là người chơi cuối cùng trong game show hôm nay. Cũng rất cảm ơn em Thắng đã tin tưởng công ty Visa Thịnh Kem. Trong giai đoạn mà 5 tháng mà Thịnh Kem ở Mỹ, em đã liên hệ công ty và mua vàng Visa rất là nhiều. Cảm ơn em. Ok, mua anh 5-600 triệu rồi, giờ 3 triệu mấy anh tặng em đó. Cố gắng lên em. Có chúng ta đi qua rất là cảm xúc của em thật. Xin phẩm, xin phẩm nào. Một cú đánh nào không thành công rồi. Xin cảm ơn em Thắng. Cảm ơn em. Vâng, và kết thúc phần thi game show ngày hôm nay. Phần thưởng cao nhất đã thuộc về anh Duy. Anh Duy, xin mời anh Duy lên nhận cái cơ là đầy bỏ vô bao luôn ạ. Quá ngon Duy đây. Phần thưởng là một cơ pizza của Thịnh Ken nha. Đây coi thì có cái bao trong này đó, có bao tay Thịnh Ken trong đây luôn nè. Rồi, anh em vỗ tay cho anh Duy cái nha. Rồi, anh Duy có phát biểu cảm nghĩ gì không anh Duy? Buổi pizza hay quá mà phát biểu được. Vâng, Thịnh Ken xin cảm ơn các anh em đã đến tham dự buổi giao lưu Thịnh Ken ngày hôm nay. Và ở cái áo rồi à, và sau đây là một chiếc áo lưu niệm xin gửi tặng cho anh Trương, người đã đánh video với em ngày hôm nay. Anh em vỗ tay cho anh Trương nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã đến giao lưu cùng Thịnh Ken ngày hôm nay tại Via Lai Minh Lập một lần nữa. Thịnh Ken xin cảm ơn và xin chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. Em xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Các bạn, bữa giờ thì game show đem coi nhiều rồi. Nói chung ai mà lấy bàn Via Thịnh Ken, Thịnh Ken làm game show chắc chắn là sẽ có game show có thưởng rồi. Cái đó là mặc định rồi. Nhưng mà ngoài việc mình chơi pizza thì ý nghĩa lớn nhất cuộc đời mình chơi pizza chỉ là đi truyền bá cái võ công này. Để mai mốt mình lỡ mình già mình nhìn lại các bạn không? À, hồi trẻ mình đã làm được những cái điều này. Đó là ý nghĩa cuộc đời mình chơi pizza. Thì đó là vậy anh Dũng. Đâu? Rồi anh Dũng. Anh Dũng muốn là chô kéo cho tốt đúng không? Rồi ok. Anh Dũng thực hiện cú chô của anh Dũng chứ đi Dũng. Quay ngang không? Quay ngang không? Đây đây, anh chô kéo bất kỳ đấy. Ồ, rồi. Từ từ. Rồi. Rồi anh Dũng chô thử coi. Chúng ta sẽ cùng xem cái cú đánh chô của anh Dũng. Rồi, anh phát hiện được cú đánh giữa anh với em nó khác nhau chỗ nào không? Không khác luôn hả? Là anh chô hụt mà em chô trúng đó chứ, bắt là nó khác chơi xác chắc rồi đó. Rồi, để em phân tích cái cú đánh chô của anh Dũng cho. Tức là anh Dũng chô, anh Dũng để cái cầu tay với cái ngọn cơ nó khá là xa, nó vậy nè. Còn của em chỉ có vậy thôi nè. Rồi giờ em làm cái cú đánh của em cho mọi người coi ha. Em hồi xưa em cũng xài bao tay á, mà sau này cái hết xài rồi. Nè nhìn cú đánh em nè. Thì chô kéo cũng dễ thôi. Điểm trúng mình nè. Ở giữa hai đoạn này chiếu vô rồi không để phê là trúng rồi. Rồi thấp cơ xuống. Rồi nè, nè cái khoảng cách từ cầu tay cho tới này nó cỡ 15. Rồi em nhấp cơ nè, nhấp nè. 1, 2, rồi em đâm thẳng tới bụng cái. Rồi lòng. Và cái điểm bi của em là dưới đây nè. Rồi nhấp cơ nè. Rồi 1, 2, rồi đẩy đó. Đó vậy là xong rồi đó. Và trái cây dê nó sẽ chạy về rất là nhẹ nhàng. Tức là cú đánh chô của mình á, nó là một cú đánh đâm xuyên qua trái bi trụ. Còn mấy anh có thói quen là không? Mình sẽ có cái thói quen. Tức là mình có thói quen là khi mình chô mấy anh giật cái tay lại đúng không? Mấy anh nghĩ trong đầu là mấy anh chô mấy anh phải giật cái tay lại là trái bi nó mới dè lại đúng không?
Cái đó là ai cũng nghĩ vậy, hồi mới biết chơi video em không nghĩ gì luôn. Cái tới trận em quýnh lên được 70-80% cái em nội nghiệp là không phải. Tức là mọi cú đánh trong bia mình đều đâm xuyên nói anh đâm thẳng tới trái bi luôn. Đó là nó sẽ nhẹ. Chỉ là mình đánh là mình sẽ đánh là cái điểm bi á, mình đánh ở trên mình đâm thẳng tới lại phu lê nó chạy tới. Còn mình đánh á mà ở dưới thì trái bi nó chạy tới nó gian lại. À, và cú đánh. Không, anh Dũng đánh sẽ tập đánh những cái xa xa vậy. Chẳng hạn. Tại vì nói chung chơi bia này mình muốn ghiền thì dễ, mình phải đánh hay lên đã ghiền à. Rồi, anh để con tay gần lại anh. Anh để con tay gì đó, con tay thấp xuống xuống bàn luôn. À đó vậy rồi anh đâm xuyên qua thôi. Nhấp 1 2 3 đâm xuyên qua, nhẹ nhàng thôi đứng sau. Đó thấy chưa? Thấy khác chưa? Đó 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 là cái cú chô em muốn nói. Chô kéo thì ai chô cũng được, ở đây bôn bi ai chô cũng được á. Mà cái quan trọng là chô xong nó ra cái gì? Nói em tiếng giang hồ có người chô ra giấy khỉ, có người chô xong tan nát luôn. Đúng không nghe anh? Đó đó là bởi vì mà mình phải tập cái cú đánh chô á, chô mà từ trái bi chạy từ trên xuống với chạy từ bên đây qua bên đây là nó khác nhau hoàn toàn. Đó, đó ok anh Dũng. Đó không phải là chuyện trúng học nữa. Nhưng mà bây giờ anh đánh lên thấy trái này nó chạy nhẹ là chưa? Cái mục đích mình chô á là để cho trái này nó gom, chứ còn mình chô để trúng thì ai trúng được á. Trong bi da này á, chia sẻ với mọi người nha, muốn trúng dễ. Muốn trúng là dễ ẹt luôn á. Nhưng mà làm sao để trúng được hoài mà nó gom, đó mới là vấn đề. Và cái môn chơi này nè, là cái môn chơi như cái chú 75 tuổi, chú chơi tới giờ chú vẫn thấy khoái không chú? Tại vì nó đâu có điểm dừng. Trời gì trốn kìa, chú đi kìa chứ trốn gì, đúng không? Dạ, đó thì ý em chia sẻ là vậy. Anh Dũng còn kỹ thuật không? Em rảnh mà, cái gì anh cứ hỏi em chia sẻ cho. Mát xe đúng không? Đúng rồi, đó. Đó, mấy cái vụ mát xe là mấy cái vụ mà mấy anh gọi là nhức đầu nhất rồi đúng không? Cái người nào không biết đưa lên một cái đụng cái bàn là ông chủ bàn điện công ty Thịnh Ken xuống thay giải tốn tiền nữa. Rồi đây em đem chia sẻ cho Dũng nè. Rồi đây ok anh Dũng. Rồi để đánh mắt xê thì nó cũng không có khó. Cứ đánh giống em là chúng à. Mà vậy em cho em chia sẻ nè. Rồi mắt xê à. Mắt đây anh cho em coi camera cái. Để mấy anh em trên camera. À đứng đây là anh Dũng. Mắt xê là mấy anh cầm cái cơ nè. Từ dưới lên 40. Rồi cầm đây là cầm hai ngón nè. Cầm cái tay vậy nè, hai ngón nha. Cầm như vậy nè. Mấy anh nào cứ đứng gần lại coi mấy anh. Không sao nha, cứ đứng gần lại coi. Anh đứng gần anh sẽ thấy được cái điểm bi. Tại đứng đó là chắc chắn sẽ không thấy. Mấy anh thấy qua YouTube khác và mấy anh thấy ở ngoài đời là hoàn toàn khác nhau. Ở đây là ngoài đời luôn nè. À. Rồi những cái này là phải là massage đúng không? Chứ đâu đường đâu quýnh đâu, đâu cu lê được. Rồi đầu tiên, nè các anh cầm hai ngón nè. Canh tia sơn mỏng. Canh cái tia mỏng nữa không? Rồi sau đó mình để ép phê thuận vô nè, lắc cái cầu tay qua cái rồi đứng cái cơ lên, độ nghiêng cơ nhiêu đây là đủ nè, cỡ 70 độ nè. Rồi cái thao tác mình như là nhấp nè, 1 2 3 mổ xuống xuyên qua nhẹ nhàng nè, 1 2 3 rồi nè, 1 2 3 đó. Tức là cái cú đánh mát xê nó là một cú đánh nó rất là nhẹ nhàng, nó không cần phải đánh mạnh như anh nãy là anh đánh mạnh anh thấy không, chỉ cần mổ nhẹ thôi nè. Anh Dũng sẽ làm theo em từng cái à, cứ từ từ thôi. Rồi nè, nghiêng cơ nè, đầu tiên canh tê xương mỏng. Cái này là em làm từng bước cho mấy anh xem nè. Đó, cái này sơn mỏng là để chạm trúng trái đỏ nè. Rồi sau đó mình đứng cái cơ lên, không đứng cơ lên nè, này là cầu tay của mình nè, chống như kiền ba chân nha. Đó, chống đứng lên nè, đó bẻ ngón cái vô đây nè. Tay em là tại vì không biết sao chắc nó dẻo bẩm sinh hay sao đó, nó vậy nè. Rồi để phơi thuận vô, rồi đứng cái cơ lên đó, vậy nè. Đó, vậy là xong rồi nè. Rồi bắt đầu mình nhìn từ trên xuống, FV mình nó phơi thuận nè, 3 giờ 4 giờ cũng được rồi. Nhấp là 1 2 3 mổ xuống nhẹ nhàng. Đó, như vậy là đã đánh được mắt xê. Và nó cực kỳ đơn giản, biết mắt xê gọi dễ quýnh trúng hơn dò gà nữa. Này nói thiệt, dò gà là dễ quýnh hụt nha, dò gà lơi lơi là quýnh hụt á, nhưng mắt xê là quýnh không hụt. À, rồi anh khoan, rồi em chỉ anh cái mắt FV nha. Nè, anh đánh chỗ này bị phê sai FV, FV bên trái. Đó, ngay đây nè. Rồi, anh nhấp nhanh và anh xuống nhẹ nhàng xuyên qua trái bị trụ. Xuyên qua bên trái, đúng rồi. Rồi, nhấp nhanh và xuống nhẹ. Đó. Ok chưa? Rồi nè, anh Dũng làm lại nè. Rồi từ từ thôi, anh làm sẽ chậm rãi thôi, anh làm chậm rãi thôi, rồi xuống nhẹ nhàng đâu. Ok nhá, có anh nào chưa biết, anh chưa biết đúng không, anh lấy cơ làm thử, em chỉ cho anh mang mắt xe được liền, nhẹ nhàng thôi đó. Anh lấy cơ đi, anh lấy cơ làm thử đi. Đúng rồi, mọi người chắc là sẽ khi mà coi cái clip của em trên mạng á, mọi người sẽ hỏi là ủa sao không thấy cái phê Thịnh Ken, sao quay gần lại xíu hay sao đâu. Ngày hôm nay mình đứng gần luôn nè, là các anh sẽ thấy rõ ràng cái điểm đó, cứ như vậy anh. Nhẹ nhàng thôi, thấy không? Mình tức là bi da này mà mình hiểu đánh nó nhẹ nhàng, nó không có mệt. Rồi xuống cơ nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi, ok.
Dạ anh tên gì ạ? Tòng. Anh Tòng. Ờ anh Võ Tòng. Rồi bây giờ anh Tòng có xài bao tay không? Ok, bây giờ anh làm từ trái sang phải ha. Rồi anh đứng qua đây với em nè. Rồi đứng qua đây. Ok. Rồi anh sẽ đánh trái trắng nha. Rồi đứng qua đây. Đầu tiên anh canh tia xương mỏng trước. Canh tia xương mỏng. Rồi để tay lên thành băng luôn. Rồi cầm hai ngón tay thôi. Để tay lên trên thành băng luôn cho cao. Đúng rồi. Rồi đứng dây cơ lên nữa. 70 độ là như đây nè. Đó ngang lỗ tay anh. Rồi. FV anh bên phải không? Rồi anh nhấp nhanh và anh xuống nhẹ nhàng. Đó. Đúng không? Nhấp nhanh và xuống nhẹ thôi. Tức là cái khẩu quyết của cái cú đánh massage có nghĩa là nó nhấp nhanh ra chậm, nhấp nhanh ra chậm, nhấp nhanh ra chậm. Chứ nhấp nhanh mà ra nhanh. Rồi nhấp nhanh ra chậm xuống nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi. Anh Tùng, em nói nè, không phải. Anh làm rất là lẹ. Anh phải chậm thôi. Tại anh biết tại sao em nhanh không? Tại nãy vô não em rồi. Em bún pizza mấy anh thấy em không cần suy nghĩ không? Em bún một cái em đi quanh kia em biết trái bi chạy tới đâu rồi. Đó là cả một sự khổ luyện gần 20 năm pizza rồi. Đúng không? Còn với anh, tất cả những gì mình đều là mới. Mới thì nó cứ từ từ thành thói quen. Rồi bây giờ mình làm chậm chậm với anh ha. Rồi canh tiền vô. Rồi đứng cái cơ lên anh. Rồi anh cầm xích xuống anh. Hai ngón tay đây. Rồi đúng rồi, hai ngón rồi. Đứng cái cơ lên nữa. Rồi nhấp nhanh và xuống nhẹ nhàng. Áp phê thuận. Đứng cơ lên. Chưa. Anh Tổng. Em nói nè. Đây góp ý. Này là em chia sẻ với. Anh nhanh quá. Anh rất là lẹ luôn. Là anh ra dạng nhấp nhanh ra nhanh luôn. Sao mấy bạn khoái được. Nhấp nhanh mà ra chậm thôi. À em làm mẫu ra nè. Anh nhìn nè. Từ từ. Bia nè. Nè. Tha lơ nè. Chỉ em tha lơ. Tha lơ cái quýnh cả trăm điểm chưa hết lơ nè. Bộp rồi xong rồi đó. Rồi nè, cầm hai ngón nè. Hai ngón nè. Rồi đứng cái cơ. Đó. Hướng cơ nè. Rồi, dựng cái tay lên. FA nè, FA thuận nè. Rồi mổ xuống nhẹ nhàng nè, nhấp nhanh nè, nhấp nhanh nè, thấy nhấp nhanh không? Nè, nhấp cái tay sau hết nha. Rồi nè, mổ xuống xuyên qua nhẹ nhàng. Đó là đúng. Đó. Tất cả nó phải theo một cái trình tự như vậy thì mấy anh sẽ đánh được một cái cú đánh đúng. Từ từ thôi anh Tùng ha. Từ từ thôi. Đó. Rồi đứng cái cơ lên đó anh, chậm hơn anh. Rồi nhấp nhanh ra chậm nhẹ nhàng. Yeah đúng rồi. Rồi vỗ tay cho anh Tổng cái em ơi. À anh hiểu không? Anh hiểu chưa? Anh sẽ thấy là à tại sao nó dễ lại. Còn hồi xưa mình không hiểu, mình thấy nó rất là khó. Ê đứng cái cơ lên anh, đứng. Đứng cái cơ lên. Sao vậy? Tại vì pizza này là nó là rất là nghệ thuật. Pizza này là môn chơi á. Nó là cái môn chơi duy nhất mình có thể chơi cho lúc mình chết luôn. Mấy sao mình còn đi vòng vòng bàn pizza. Chứ như giờ tuổi của ông chú 75 tuổi kêu đánh tennis xong chạy nổi. Nhưng mình giờ gần 40 rồi kêu đánh tennis đánh cũng nổi thôi. Chỉ sang mất pizza cho nhẹ. Pizza chiều nhậu. Oh, chậm ơi, chậm anh. Đúng rồi anh. Ok. Ok chưa anh Tom? Ok chưa? Dạ. Nhanh thì nó sẽ ổn. Nhanh thì nó sẽ không chính xác. Bởi vậy ông bà xưa có câu là dùng tốc bất đạt. Mình nhấp nhanh mà chậm. Đúng rồi, nhấp nhanh mà ra chậm. Nhấp nhanh mà ra chậm. Chính xác. Rồi bây giờ em sẽ chia sẻ cho mấy anh tiếp cái này nữa rồi mình sẽ qua game show ha. Đây là giờ mình mấy anh muốn mấy cái gần dễ dễ đúng không? Nè nó gần mà giờ giả sử nó xa vậy sao? Rồi khó chưa? Rồi tự nhiên cái ba trái thẳng hàng mà xa vậy khó chưa? Đúng không? Khó không? Đó thì mà cái gì khó nó cũng sẽ có cái chìa khóa để giải quyết. Rồi giờ em chia sẻ tiếp. Rồi hồi nãy nãy em nào hỏi trái bi ảo đâu? Ai hỏi anh hỏi. Ok, là đây mình giải thích trái bi ảo là gì. Ok, khi mình đánh những trái bi massage mà trái bi chủ với bi mục tiêu gần như vậy thì mình dường chạm vô trái mỏng là nó sẽ trúng. Nhưng khi mà trái bi nó xa như vậy, lúc này mình sẽ phải tưởng tượng, mà nó có một cái công thức đánh, mình tưởng tượng ra kế bên cái trái bi này nè, nó sẽ có một trái bi ảo và mình nhắm ngay trái này đánh massage là tự động trái bi tới đây nó cuốn vô cái trúng thằng này luôn. À, rồi bây giờ công thức đó, hy vọng là hôm nay chơi xong cái là anh em đây biết massage nè. Rồi mấy anh sẽ nhắm ngay bi ảo nè, tức là không nhắm vô trái đỏ này nữa, trái đỏ này là mình quên đi luôn, mình không có tồn tại nó luôn. Rồi mình nhắm ngay đây nè. Rồi đứng cái cơ lên 70 độ như nãy phải thuận luôn. Rồi nhấp nhanh mổ xuống nhẹ nhàng đó. Tức là cái công thức của nó đó là trái bi nó sẽ chạy ra đây trúng trái bi ảo nè, nó automatic, nó tự động, nó quẹo vô nó trúng này. Đó là công thức. À, anh nóng em mà nói không anh Tùng. Rồi ok, rồi anh làm thử ha. Sao nên em? Rồi tập được mấy này rồi anh sẽ thấy võ công mình lên. Rồi nhắm, anh đứng xích qua bên đây. Đến xích qua đó đúng rồi. Như vậy mới đúng là trái bị ảo. Rồi, đứng cái cơ lên xíu để anh Tùng đứng lên đi. Rồi, nhấp nhanh xuống nhẹ nhàng. Yeah, rồi cái nữa.
cái cầu tay anh về chịu khó luyện tập cầu tay ha, cho nó cứng cứng lên ha. Đúng rồi, cầu tay anh nó hơi bị gọi là hơi bị rung á. Dạ, thiếu nhậu đúng không? Rồi đứng cao lên. Rồi, ép lên, xích lên anh, xích lên. Rồi, nhấp nhanh rồi xuống nhẹ nhàng. Yeah, đúng rồi, đó. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Đó. Từ từ đến cú đánh mình nó sẽ ok hơn. Yeah. Bây giờ là tập luyện các bạn. Đó là thằng Ken nói.